Đây nha các bác nha, các bác cứu người dân thôi, chứ thực sự là không đi nổi các bác ạ. Các bác mua ủng hộ thôi. Lan nó nhiều thế này mà một dọc như thế này mà không bán nổi. Mãi xuống dưới kia luôn. Đây, em mời các bác ngắm cái chậu 99 bông nhá. 99 bông nhá. 4 lớp nhá. 3 lớp. Đẹp. Đây. Bán online à anh ơi? Vâng. Cái chậu này đẹp thế này, chậu này to này. Chị lên hình tí này cho nó đẹp này. Chào Thanh nhá. Đấy, đây là món quà em định giới thiệu với anh đây. Bắt tay cái nào, khỏe không em? Khỏe. Chào Thanh nhá. Em lập kênh mới chưa? Đây là toàn idol nhá các bác nhá. Toàn idol rồi. 3 đó. 2,3 triệu nhá các bác nhá. Cho chậu số 10 21. Đây số 10 này, số 10 cái này cũng 21 bông này các bác này. 21 bông này thì cũng 2,3 triệu thôi. 2,3 triệu nhá, số 10 nhá các bác nhá. Cái này nó bán là cái này có 18 bông. Số 23 này các bác này. Bông siêu dài. Nó rũ xuống nhá. Đấy. Số này là số 18 bông. Đây là số 23 nhá các bác nhá. Bác nào lấy em để cũng 2,3 triệu. 2,3 triệu. Số 23. Đây. Số 12 nha, 16 bông rồi các bác ạ, nhìn 16 bông, nó quá đẹp luôn, nó quá đẹp luôn. Đó. Cái này cũng 2 triệu, cái này là 16 bông 2 triệu, 2 triệu. Cái này nó bán rồi. 25 bông. Cái này là số 14 nha các bác nha. Số 14 nha. Cái này 2,8 triệu nha. Cái này là toàn bộ hàng nhà em là chuyển khoản hết nha các bác nha. Tiền ship là nó vào 300.000 nha. 300.000. Số 14, 25 bông, 3 triệu. Cái này hết số rồi. Đây. Đây. 18 bông này, 18 bông, cái này số 13 này. Đấy. 2 triệu 3. Nó rất to luôn này. Đây, cái chậu này bắt đầu lấy thì lấy 5 lít. 5 lít nha. Chậu này bao nhiêu bông này? 25 bông, số 15 nha các bác nha. Số 15. Đấy. Cái này chậu này bắt đầu lấy thì 2,7 triệu đó. 2,7 triệu nha. Số 15 nha. Số 17 nè các bác này, 12 bông. Bao nhiêu tiền đây? 2 triệu. 2 triệu vì là bông nó dài lắm các bác ạ. 2 triệu. Bông em đến quay địa cho các bác đến đây nhá. Em chào tất cả các bác nha. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái những giỏ lan đẹp.
để em chào các bác Tết xong em lại phục vụ các bác nhá. Còn nếu mà bác nào muốn lấy đĩa, lấy đào thì em sẽ gửi xe cho các bác thôi. Chứ còn lan bây giờ nếu mà bác nào mua thì cũng chỉ gửi xe, không gửi ấy nhá, không gửi ship nữa, chậm lắm các bác ạ. Em lên nốt ngày hôm nay thôi nha các bác nhá. Còn những bác nào muốn gửi xe thì em gửi thôi nhá. Em lên giò số 1 này, cẩm báo nhá, có nụ đây nha các bác nhá, nụ đây này, đấy nụ đây nha, và một cái nụ đây nữa, đấy. Cái giò này thì nó chỉ được có hai cái nụ thôi nha các bác nhá, như thế này. Một giò cẩm báo như thế này em bán cho các bác với giá là 320.000 nha, 320.000 nha, cho giò số 1 nhá. Số 2 này, một cái cây giáng hương tam bảo sắc đẹp nha, nó đang có nụ nha các bác nha. Chưa thấy nụ nha, còn chưa thấy nụ các bác ạ. Một cái cây giáng hương tam bảo sắc như thế này và một cây chồn. Bác nào lấy thì em để cho là 70.000 nha, 70.000 nha. Cây tạ giáng hương tam bảo sắc này là đẹp nha các bác nha. Một cái cây như thế này em để cho các bác với giá là 70.000. Cho giò số 2. Các bác nào gộp đơn cho em nha, còn như thế em không gửi đâu. Số 3 này, một cái cây chồn như thế này nó chỉ được có 6 cặp lá thôi. Như nó xoay xoáy này các bác này. Nó em nhìn thấy mới có một cái nụ thôi. Như cái giò này năm nay ít nhất phải được 3 đến 4 cái nụ nha các bác nha. Cái cây trộn này này. Và một cây cáo đây. Đấy, nguyên bản từ rừng. Và có một cái cây trộn nhỏ đây. Và có một cái cây lạ gì ở đây này. Có hai cây luôn. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 450.000 nha các bác nha. 450.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 này, một cái giò giáng hương đuôi chồn này các bác này. Đấy, một giò giáng hương đuôi chồn. Cái này là đôi 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 15 cây. 15 cây chồn nha các bác nha, 15 cây chồn như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 này các bác này, một cái cây cáo này, to chưa? Cây cáo này to nha các bác nha, lá nó ngắn này. Đấy. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Năm cây như thế này nhá, bác nào lấy thì em để cho là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho hình số 6. Số 7 này các bác này, một cái giò thông đất nha các bác nha, giò thông đất đã thuần nha. Cái ấy này nó bé quá nên là em ghép thêm cho các bác một cái này cho nó to nha. Một giò thông đất như thế này, em bán cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha. Cho giò số 7. Nói tác dụng của nó thì các bác lại bảo mẹ tao mua cái này bị bệnh teo não à. Khó. Đây nhá, em bán hai thân kèn này nhá, hai thân kèn dài nhá các bác nhá, mà nguyên bản từ rừng này các bác này. Đó, em buộc vào cái chậu này thôi để cho nó có một tí ăn này các bác ạ. Năm ngoái cái thân của nó chỉ được có bao nhiêu? Đấy, 60 sen, mà năm nay nó cả được
90 sen luôn. Hai thân hoàng thảo kèn Lai Châu như này nhá. Và một cái thân nhỏ này nữa nhá. Đấy. Một giò hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này, hai thân dài u luôn. Em bán cho các bác với giá là 800 nghìn nhá, 800 nghìn nhá. Cho hình số 9 nhá. Số 10 này, cái này cũng hai thân như lại dài hơn. Dài hơn thân kia. Đấy. Dài hơn thân kia mà em bán cái giò như thế này. Hoàng thảo kèn nhà em Lai Châu nhá, hoàng thảo kèn Lai Châu nguyên bản nhá, mà nó đang sưng nụ này nhá. Em bán giò này cho các bác này với giá là 800 nghìn tiếp nhá. Đấy, năm ngoái thì nó ngắn như này thôi các bác ạ. Đấy, như năm nay nó dài cả mét. Sướng không? Cho giò số 9 nhá. Số 10 nè các bác nè, một cái giò thông đất nè, lẫn cả son môi nè, son môi này là son môi rừng này các bác này, đấy, hoa đỏ chót luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha, thông đất nha. Cho hình số 10. Số 11 này. Một thân này, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, tám thân, chín thân, 10 thân hoa. Tổng được có 10 thân hoa nhá. Năm ngoái đây nhá. Em lấy cái thân dài nhất. Đây, thân năm ngoái đây. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Một cục nguyên bản luôn. Năm ngoái thì nó như thế này. Mà năm nay thì nó dài nhiều nghễu như thế này này các bác này. Đấy. Nó tốt không? Em bán 10 thân như thế này cho các bác với giá là 2.500.000 nha, 2.500.000 nha, 10 thân nha. Một cục nguyên bản thôi. Mà nó đẹp như thế này. 2.500.000. Cho hình số 11. Số 12 này. Đây hoàng thảo kèn nha em, đây nó đang sưng nụ rồi nha các bác nha. Đấy, có 4 thân hoa này thôi. Cái này thì họ bóc nên là em trồng vào chậu nha. Em bán giò này cho các bác nhá, 4 thân hoa, em bán cho các bác với giá là 600 nghìn thôi. 600 nghìn nha. Năm ngoái riêng cái giò này hoa cực tím luôn các bác nhá. 600 nghìn. Cho hình số 12. Số 13 nè, kiều tím miền Trung này các bác này. Đây nụ nó đây. Nụ nó đây nha, có một nụ rồi. Sao lại có mỗi một cái nụ nhỉ? Em thấy có một cái nụ rồi các bác ạ. Như hoa chắc là tím lắm này, tím lịm luôn. Một giò kiều tím miền Trung như thế này nha các bác nhá, mười mấy thân hoa luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Cho hình số 13. Số 14 nè. Một giò sơn thủy tiên họng đen nha các bác nha. Họng đen nha. Một giò sơn thủy tiên họng đen như thế này em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cho hình số 14. Số 15 là một giò kim điệp xuân nha các bác nha. Một giò kim điệp xuân như thế này. Đấy, thân hoa này này. Mà nụ nó đây nha các bác nha. Tết xong là các bác được chơi luôn. Tết xong là các bác được chơi hoa luôn nha.
Một giỏ kim Việt Xuân như thế này em bán cho các bác với giá là 220.000 nha, 220.000 nha. Cũng là cuối năm nha các bác nhá. Em bao ship từ 500k nha, bao ship từ 500k nha. Cho giỏ số 15. Số 16 này, u lồi nhà em đẹp chưa? Đấy, mầm nó lên đẹp rồi nhá. Mà hoa nó đang sưng nha các bác nhá, hoa nó đang sưng nha. Em bán giò u lồi như thế này, một thân hoa. Ba thân hoa dài này các bác này, ba thân hoa dài này. Bốn thân hoa dài này. Đấy. Bốn thân hoa dài và một thân hoa ngắn. Hai thân hoa ngắn. Có hai thân hoa ngắn thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. Vì là nó thuần rồi nên là u lồi nó đắt nha các bác nha, em mua đắt nha. Cho giò số 16. Đây, bác nào lấy cái giò hoàng thảo kèn này cũng được này. Nó đang lên được hai mầm gốc này, hai mầm gốc. Cái này thì nó bị gập nên là em nó gập nhưng không ảnh hưởng gì đâu nha các bác nhá. Đó. Nó cũng đang chuẩn bị sưng nụ thôi. Cái này thì chưa sưng hẳn. Em bán cái cục hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này, em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Có hai mầm gốc nhá. Cho hình số 17. Số 18, các bác ít tiền thì chơi cái loại nhỏ này thôi. Các bác này có một thân hoa này thôi. Như thân hoa năm ngoái này các bác này, tím lịm luôn. Một thân như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 220.000. Nó đang có hai mầm gốc rồi các bác ạ. Hai mầm gốc ấy. Nó lên được một mầm gốc ở cái thân dài nữa. Là ba mầm luôn. Cái mầm này thì nó chuẩn bị lên rồi nhá các bác nhá. Có em nhìn thấy có hai mắt đi rồi. Đây. Bác nào lấy thì em để cho là 250.000 tiếp nhá. Nguyên bản này em còn không cho giá thể luôn. Cho hình số 18 nhá. Đi ra bên kia. Đây nhá, em lên tiếp cho các bác nhá. Một giò trồn như thế này. Đấy, một giò trồn như thế này. Hàng giống rồi các bác ạ. Như thế này thôi. Bác nào lấy cái giò trồn như thế này, em để cho là 250.000 thôi. Đấy, 250.000 nha. Cho hình số 20. À, số 19 nha. Đây. Số 20 này. Một cái cây hồ điệp đại nhá các bác nhá, nó bị lỗi lá một tí này này. Đó. Đây, nó bị cháy một tí này nữa. Nó có một bông thôi nhá các bác nhá. Họ này, nó như một cái dép luôn. Nhá. Một cái cây hồ điệp đại như thế này, bác nào có một bông hoa. Em bán cho các bác với giá là 270.000 nha. 270.000 nha. Cho hình số 20. Số 21 này các bác này. Đây, kiều nhà em đây này. Kích mà các chỗ khác được chơi hoa Tết hết được rồi mà nhà em nó lại chưa ra luôn. Này, ba bông hoa luôn này. Đấy. Một giò như thế này bác. Kiều này là người ta gọi là kiều trắng nha các bác nhá, kiều trắng nha. Nó đã nở hoa tại ở nhà em rồi. Nên là em chắc chắn cho các bác rồi nha. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 9 bông hoa. 11 bông hoa các bác nhá. Giò này được có 11 bông hoa thôi.
bác nào lấy cái giò kiều trắng như thế này em để cho là 650.000 nha, 650.000 nha. Nó được mười mấy thân thì các bác ạ, nên là em bán cho các bác 650.000 nha. Cho hình số 21, số 22 này, một cái giò nhạn tháng 4 như này. Bác nào lấy thì em để này, cao này mà. Đấy, cao như này mà. 3 cây nha, em để cho là 350.000 nha. 350.000 nha. Nhạn tháng 4 nha. Cho giò số 23. Số 24 này, hoàng nhạn này, 2 cây như thế này. Bác nào lấy 2 cây như thế này em để cho là 200. Hai, thôi lấy 200.000 đi. 200.000 nha. Cho hình số 24. Số 25 này, một giò cáo to như thế này. Đôi 4 6 7 cây. 7 cây nha. 7 cây nha. Bác nào lấy thì em để cho là 260.000. 260.000 nha. Cho giò số 25. Số 26 này, hai cây cáo như thế này. Nguyên bản từ rừng mẹ con đây này. Hai cây như thế này em để cho là 500.000 nha. 500.000 nha. Hai cây như này nguyên bản nha. 500.000 thành ra có 250 một cây rồi nha các bác nhá. Mà còn cây này còn mẹ con luôn. Đấy, lại thế cơ. Nguyên bản em chỉ trồng em để ở đây thôi. Cho giò số 26. Số 27 này. Một giò trồn như thế này, đẹp như thế này các bác này. Đấy. Có đôi 4 6 8 cây. 8 cây đây nhá. Em để cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho hình số 27 nhá. Số 28 này các bác này, một cái giò sơn thủy tiên lùn nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Cho hình số 26. À, số 28 chứ quên mất. Số 29 nè. Các bác nhá, số này là số 29 nha. Hai cây này người ta gọi là cáo nhá. Nhìn nó là mẹ con đấy ạ. Mẹ con đấy ạ. Nguyên bản nhá, nguyên bản em chỉ để vào đây thôi. Đó. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 29. Số 30 này. Đấy, sóc lào nha. Giò như thế này bác nào lấy thì em để cho là 200.000. 200.000 nha. Cho hình số 30. Bác nào, cái cây cáo này nó chỉ kẻ một bên thôi nha các bác nhá. Bên này thì nó không kẻ này, nhưng nó lại kẻ ở bên này này. Đấy, nó kẻ đây nè. Bác nào lấy cái cây cáo như thế này, bình thường là 250, như em bán giò này 500.000 nhá. Nó kẻ một bên nha. Em bán 500.000 nha. Cho giò số 31. Số 32 này. Cái này là kiều tua nha các bác nhá. Kiều tua nha. Đây, thân già năm ngoái đây, nó vẫn đang sưng nụ này các bác này. Đó. Một giò kiều tua như thế này, bác nào lấy thì em để cho là, cái này em trồng được một năm rồi nha các bác nhá. Vụ hoa năm ngoái là có rồi. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho hình số 31. Số 32 này, một giò trồn như thế này. À, các bác nhá. Một giò trồn như thế này thì em bán này, to nhá.
đôi 4, 6, 8, 10, 11 cây thôi. Như cây to nhé, năm nay là có hoa nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho giò số 33, số 34 này, một cái giò kiều dẹt như thế này các bác nhá. Một giò kiều dẹt như thế này. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 34, số 35, cái này là cáo đực nha, năm nay là có hoa cho các bác chơi nha. Đấy. Chưa hề một lần nào đẻ cả. Chưa hề nha các bác nha. Chưa hề có hoa luôn. Mà thân nó tím lịm nha các bác này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. Lá này chỉ được 5 sen, gần 5 sen thôi. Cho giò số 35. Số 36 này, một cái giò cáo to như thế này. Đấy. À, các bác này. To chưa? Nó bị lỗi lá một tí như thế này. Nên là em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 thôi nha. 800.000 đấy nha. Cho hình số 36. Số 37 này các bác này. Đây, nụ u lồi nhà em đây. Đấy, nụ đây. Đấy. Cái này là hàng mới trồng nhá các bác nhá, hàng mới trồng nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 thôi. 250.000 thôi. Cho giò số 37. Số 38 này các bác này, một cái giò cáo như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là đôi 4 6 7 cây. 7 cây nha các bác nhá. 7 cây như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 270.000. 270.000 nha các bác nhá. Cho hình số 38, số 39 này, một cái giò cáo như thế này. Đấy. Được đôi này, 4 này, 6 đầu thôi. 6 đầu thôi, như cái cây này nhỏ như lá nó lại to này các bác này. Đấy. Một giò cáo như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 350.000 nha. Bác nào lấy nha. 350.000 nha. Hay thôi lấy 300 đi. 300.000 nha. Cho hình số 39. Số 39 cũng là số cuối của em. Đấy nha, em mời các bác ngắm cái giò cáo nhà em nha. Giò cáo siêu một cái dè luôn đấy. Nó được có 23 đầu thôi. Như này các bác này, nhìn này, sướng chưa? Nó xếp rụt rịt chưa? Đấy, đẹp chưa? Nó không bị xuống lá luôn nha các bác nha. Đấy. Em mời các bác ngắm cái giò cáo này. Bác nào có nhu cầu thì cứ ới em thôi. Chứ em không ấy đâu ạ. À, các bác này nhìn sướng chưa? Đây này, em mời các bác ngắm cái cây cây ấy này, cây giáng hương tam bảo sắc này, đẹp chưa? Các cụ thanh thoát luôn. Đấy. Đây. Em mời các bác ngắm tiếp một cái giò quế trắng tháng 8. Mẹ con luôn nha. Một mẹ ba con đấy. Bác nào lấy thì cứ ới em thôi. Em trồng ở chậu, gỗ ở đằng sau. Này, cáo nhà em thì toàn cáo khủng thôi các bác ạ. Các bác có nhu cầu cáo khủng thì cứ ới nha. Đấy, còn cái giò cáo siêu tím này. Một cái giò cáo siêu tím này, bác nào lấy thì cũng ới em này. Rất được rất nhiều luôn. Đấy, to nhá. Đây, có cái chồn này mà em bán 1.200.000.
đẹp. Cây đấy là được 8 cặp lá luôn nha các bác nhá. 8 cặp lá luôn, cây chồn này. 1 triệu 2 nhá. Đấy, các bác nhìn cái giò cáo này, các bác nhớ cái mùa hoa vừa rồi. Nó quá rực rỡ luôn. Thầy giáo bản còn phải mượn để chụp ảnh nên này. Năm ngoái thì quá đẹp nha các bác nhá. Này, cáo nhà em sướng chưa? Nó nặng nên là em không quay được nha các bác nhá. Nên là bác nào có nhu cầu thì lấy thôi. Đấy, giò cáo này 3 triệu rưỡi. 3 cây, 3 triệu rưỡi. Đây, cái giò này thì một mẹ 3 con. Con nó cũng 5-6 cặp lá rồi đấy các bác ạ. Đấy, một giò như này nguyên bản nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em cũng để cho là không biết là phân nhánh hay không đâu. Đấy, cái giò này thì bác nào lấy thì em để cho là 1 triệu 2 nhá. Trồng chậu nhá. Đây này, em mời các bác ngắm một cái cây cáo nhà em thôi. Đây là cây cáo tại vườn nhà em nhá. Lá nó chỉ được có 6 sen rưỡi nhá. Lá 6 sen rưỡi nhá. Rồi, các bác này, nhìn này. Đã chưa? 4 ngón tay. Ý, nhìn sướng. Vàng ươm luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Bác nào lấy thì cũng ơi em thôi, chứ em không báo giá cái loại này đâu. Vì là nó đắt tiền lắm. Đây, một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, đẹp nhá. Đấy, đẹp. Có 4 đầu thôi. Như lá thì nó tròn xoe, nó đẹp này. Đang sưng nụ nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này này, em cũng gả cho là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nhá. Đây này, nụ để em treo vào đây cho các bác ngắm nụ nhá. Đây, nụ đây. Đấy, một nụ, hai nụ, ba cái nụ. Nhìn thấy ba cái giò này có hai cái nụ. Đấy. Bác nào lấy cái giò cáo này nguyên bản, xong em ghép vào chậu, xong có gỗ lũa, thân mình đỏ au luôn nhá. Đấy. Có 3 cây, 4 cây. 4 cây thôi. Đấy, nguyên bản nhá, nguyên bản em ghép vào một cái trụ gỗ này thôi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1 triệu nhá. 1 triệu nhá. Đây là giò quế trắng tháng 8 này, đôi 4 6 8 9 ngọn nhá. 9 ngọn nhá. Hàng nhà em mới trồng thôi nhưng nó đã chạy rễ hết như này 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 các bác này. Đấy, đẹp chưa? Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 750.000 nhá. 750.000 nhá. Quế trắng tháng 8 nhá các bác nhá. Đấy, cái giò trâu rừng nhà em này, à, trâu Thái. Hoa đốm này, đẹp chưa? Đấy. Hàng này để chơi hoa thôi. Bác nào lấy cái giò chồn như này. Đấy, một mẹ hai con nhá. Có 5 cặp lá thôi, một mẹ hai con. Như thế này. Bác nào lấy thì cây giò này thì em để cho là 900.000 nha. 900.000 nha, nguyên bản. À, họ trồng thuần vào đây thôi nha. 900.000 nha, một mẹ hai con. Các bác nhìn thấy cái cây quế tím này đẹp không? Lá từ chân luôn. Đấy. Bác nào lấy cái cây này thì em để cho là 250.000 nha. 250.000 nha, quế tím nha. Đây là các bác này, cây quế nhà em mới trồng thôi. Đấy, mấy chồng đẹp tuyệt vời. Toàn cây to thôi. Bác nào lấy cái giò này thì 2 triệu nhá. 2 triệu nhá. 2 triệu. Vâng, cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Các bác nào lấy cái gì thì ủng hộ em nhá.